Đây, mình sẽ phi thơm cái hành tỏi khô lên này. Đây, cho một bát hàu rất là nhiều luôn. Mình sẽ xào qua cái phần hàu này nhé, cho nó xe lại, cho nó xe cái mặt hàu lại cho nó thơm ngon, rồi mình sẽ cho nước vào mình nấu canh. Đây, mình cho hàu vào là một lát nó sôi trở lại là cái miếng cái mặt hàu này nó sẽ xe lại mọi người này. Đó, nó xe lại như thế này cho nó thơm ngon là mình bắt đầu là mình sẽ cho thêm nước vào nhé. Mình sẽ cho thêm nước vào để mình nấu canh mọi người ạ. Đây, mình cho nước sôi nhé. Để cho cái nồi canh thơm ngon thì mình sẽ cho nước sôi. Đây, mình để cho cái nồi nước nó sôi trở lại là mình sẽ cho rau bí đỏ vào nhé. Đây, đợi cho nước nó sôi trở lại như thế này. Đây, sẽ cho hết cái số rau ngọn bí đỏ vào này. Đây, đã làm sạch rồi, cho hết vào nhé. Đây, cho rất là nhiều luôn. Này, ngọn bí đỏ này mình nấu với hàu ăn rất là thanh mát. Đấy, ngày hè làm cái món canh này rất là hợp luôn đó mọi người. Đây, mình cho nhiều nhiều rau vào ăn cho nó đã luôn. Đây, mình trụng cái rau này xuống cho nó ngập nước. Đó, trụng cái rau này xuống cho nó ngập nước này, cho nó nhanh chín đó mọi người. Đó là mình sẽ nêm lại nhé, nêm lại cho nó vừa khẩu vị. Đây, mình sẽ cho vào đây một ít cái hạt nêm cờ nò này. Đây, cho hạt nêm cờ nò cho nó ngọt nước. Đây, cho thêm một ít cái mì chính này. Rồi mình cho một ít cái bột canh nhé. Đó, nêm như vậy thôi. Đây, nêm đơn giản như vậy thôi là mình chờ cho nước nó sôi trở lại. Đây, nước nó sôi trở lại đây mọi người ơi. Nước nó sôi trở lại mình sẽ đợi một lát nhé. Đợi hơn một phút thì đây là cái rau này, rau bí đỏ này nó sẽ chín tới này. Là ăn rất là ngon ngọt luôn. Mà nó sẽ giữ được cái độ xanh của rau. Đây, giữ được cái màu xanh tự nhiên của rau thì ăn nó sẽ rất là tốt. Đây, sôi sùng sục thế này. Rất là ngon ngọt luôn đấy mọi người. Rất là nhiều hàu luôn. Hàu này là hàu tự nhiên cho nên là cái mặt của nó không có được to mọi người nhé. Nhưng mà ăn thì nó rất là ngon ngọt. Đó, rồi mình chỉ cần nấu như vậy thôi, mình tắt bếp nhé. Không nên nấu kỹ quá. Nấu kỹ quá là nó sẽ lún rau, ăn mất ngon. Đây rồi đây mọi người ơi, mọi người trông cái nồi canh hàu sữa nấu với lại ngọn bí đỏ mình vừa thực hiện xong này. Đó, những cái nồi canh này, mùa hè mà có cái nồi canh hàu sữa nấu với lại ngọn bí đỏ này ăn thì rất là thanh mát luôn mọi người ạ. Rất là thanh mát giải nhiệt, ăn rất là thích luôn, rất là ngon ngọt. Đó, mọi người trông có ngon miệng không? Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.